Z-Tour X70 Plus, xe công nghệ giá bình dân từ 237 triệu đồng. Z-Tour X70 Plus mới vừa chính thức ra mắt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020, là một mẫu crossover cỡ vừa trông ấn tượng, đi kèm những công nghệ hiện đại và hứa hẹn một giá khởi điểm mềm. Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 đã chính thức diễn ra từ ngày 26 tháng 9 và sẽ kéo dài tới tháng 10 này. Tận dụng sự kiện này, nhiều thương hiệu xe nội địa Trung Quốc đã tiến hành giới thiệu tới công chúng những sản phẩm mới nhất của họ. Một trong số đó là Z-Tour, một thương hiệu con của Chery Automobile, đã giới thiệu Z-Tour X70 Plus 2021 mới. Giống như với nhiều mẫu xe có tên Plus hoặc Pro khác ở Trung Quốc, Z-Tour X70 Plus giá rẻ là một biến bản cao cấp hơn của Z-Tour X70, đã được sản xuất từ năm 2018. Thế nhưng, nó trông gần như một mẫu xe mới hoàn toàn, với thiết kế thân vỏ đẹp mắt và cao cấp hơn hẳn. Nhìn tổng thể, X70 Plus trông rất tuyệt với đầu xe là một lưới tản nhiệt khổng lồ hình bát giác, khung chrome bóng loáng, cụm đèn pha sắc sảo cá tính, bộ la răng lớn và những chi tiết bằng chrome bóng bẩy. Đây có lẽ là mẫu xe mang thương hiệu Z-Tour đẹp nhất từ trước tới nay tại thị trường nội địa Trung Quốc. Mẫu xe này được xem là sự kết hợp của chất thể thao mà sang đi kèm công nghệ tiên tiến, không chỉ thay đổi vẻ ngoài, Z-Tour X70 Plus cũng có không gian nội thất đẹp mắt. Trên mặt táp lô xe là một màn hình công nghệ cao, dài nhưng không lớn, khác biệt so với xu hướng màn hình như máy tính bảng khổng lồ trong nhiều mẫu xe mới khác. Được biết, xu hướng màn hình như thế này đang dần trở thành xu hướng chính mới. Xe sẽ được bán rộng rãi ở thị trường xe Trung Quốc vào cuối năm nay. Dù nhà sản xuất chưa công bố giá xe Z-Tour X70 Plus, nhưng mẫu X70 nguyên bản vốn có giá khởi điểm mềm từ 69.900 đến 122.900 nhân dân tệ, tương đương 237 đến 418 triệu đồng mà thôi.